Ngày hôm nay, kênh Văn hóa Lịch sử xin gửi đến quý thính giả chiến lược kinh tế, chính trị thời kỳ đầu trong sự nghiệp bá vương của Tào Tháo. Người đã gây dựng lên cơ đồ nước Ngụy, nước lớn nhất trong ba nước thời Tam Quốc. Đây có thể được ví như đối sách Long Trung mà Gia Cát Khổng Minh đã dâng lên Lưu Bị tại Lều Tranh. Tháng 7 năm Kiến An thứ nhất, tức năm 196 Công Nguyên, Hán Hiến Đế sau thời gian lưu lạc dưới nạn Lý Thôi, Quách Dĩ, đây là các bộ tướng cũ của Đổng Trác đã trở về Lạc Dương. Đối mặt với kinh thành đổ nát, tan hoang, vừa đói vừa khát, thiên tử muốn khóc mà không còn nước mắt. Lúc này, Tào Tháo đến huyện Duyện Châu, mưu sĩ Mao Giới đã có một cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng với ông. Cuộc trò chuyện này đã đặt nền móng cho chiến lược chính trị, chiến lược kinh tế và chiến lược quân sự của Tào Tháo trong thời gian khá dài. Đầu tiên Mao Giới phân tích tình thế cho Tào Tháo. Ông ta cho rằng, thời thế lúc này loạn lạc, gốc nước lung lay, kinh tế sụp đổ, thiên tai mất mùa liên miên, trộm cướp, cường hào ác bá nổi lên khắp nơi, bá tánh không thể an cư lạc nghiệp. Lúc này, cần một người tài trí, mưu lược kiệt xuất để thu xếp cục diện. Sự nghiệp này chính là nghiệp bá vương. Trong thiên hạ ngày nay, Viên Thiệu, Lưu Biểu tuy thực lực lớn mạnh, binh túc, lương nhiều song tầm nhìn hạn hẹp không nắm được gốc rễ của thiên hạ. Vậy gốc rễ ở đây là gì? Một là chính nghĩa, hai là thực lực. Trong thực lực đầu tiên phải là thực lực kinh tế. Vốn dĩ, binh mã chưa xuất phát thì lương thảo, quân nhu đã đi trước. Không có lương thảo đầy đủ, quân lính không no bụng, đánh sao được trận mà phân tranh thiên hạ. Sức mạnh về kinh tế quyết định sức mạnh quân sự của mỗi quốc gia. Chiến tranh không chỉ so đo về sức mạnh quân sự, mà còn phải có được chính nghĩa. Kẻ được lòng người sẽ có được thiên hạ. Có ngọn cờ chính nghĩa thì ra quân danh chính ngôn thuận, hiệu triệu được lòng quân dân, đánh đâu thắng đó. Tóm lại nếu có được hai điều này thì tiến có thể đánh, lui có thể giữ. Vì vậy, Mao Giới nói, kẻ giấy binh có chính nghĩa thì thắng, có tiền mới giữ được địa vị, nên phò thiên tử để lệnh kẻ không thuần phục, chấn chỉnh việc cày bừa trồng trọt, tích trữ quân nhu, như thế cái nghiệp bá vương có thể thành vậy. Hiện tại thiên tử tức là Hán Hiến Đế đang lang thang lưu lạc, ăn không no bụng, ở không yên chỗ, chư hầu cát cứ mỗi phương đều không đưa tay cứu giúp, nhiều người tức giận bất bình và thấy chướng mắt. Nếu có kẻ cung kính đối đãi với thiên tử, chắc chắn sẽ được lòng người. Đây chính là chỗ mưu tính sâu xa của Mao Giới. Phò thiên tử chính là chiến lược chính trị, chấn chỉnh việc nông, tích trữ quân nhu chính là chiến lược kinh tế. Cho nên lời của Mao Giới là văn kiện mang tính cương lĩnh. Tào Tháo lập tức tiếp thu đề nghị của Mao Giới và cho thực hiện. Một mặt chấn chỉnh việc nông, tích trữ quân nhu, một mặt chuẩn bị nghênh đón thiên tử. Ngày 10 tháng 8 năm Kiến An thứ nhất, Tào Tháo tiến vào Lạc Dương, bái kiến Hán Hiến Đế. Ông ta mang tới cho Hoàng đế lời thăm hỏi lâu ngày mới có, cũng mang cho Hoàng đế lương thực, rượu thịt lâu ngày không thấy. Tào Tháo không ngờ thiên tử chí tôn lại ăn uống, ngủ nghỉ không khác gì kẻ ăn mày như vậy. Hoàng đế cũng không ngờ trong thời buổi hỗn loạn như này, lại có người nhớ đến mình, tôn kính mình. Thế là, thiên tử ban chiếu, trao cho Tào Tháo phù tiết và Hoàng Việt và chức lục thượng thư sự. Trao phù tiết là có quyền chấp pháp trong quân, ban Hoàng Việt là có quyền chỉ huy trong ngoài, chức lục thượng thư sự là có quyền hành chính tối cao. Tào Tháo đã đi nước cờ đầu tiên thành công, nhưng đây mới chỉ là bước đầu tiên của cuộc trường chinh muôn dặm. Vì Hoàng đế lúc này bị kẻ khác nắm trong tay, không có quyền uy gì cả. Ở Lạc Dương, là đất của kẻ khác, Tào Tháo chưa thể dựa vào Hoàng đế để thực hiện quyền uy chấp pháp của mình. Phò thiên tử để lệnh kẻ không thuần phục, lúc này thật là viển vông. Vì vậy, ông ta còn phải đi tiếp nước cờ thứ hai, đưa Hoàng đế về bên cạnh mình. Tào Tháo mời thiên tử rời Lạc Dương về Hứa Xương căn cứ địa của mình. Hán Hiến Đế rời đô về Hứa Huyện ở tạm trong hành dinh của Tào Tháo, thiên tử cảm thấy hài lòng. Trước khi đến Hứa Xương, Hoàng đế và các quan trong triều đã chẳng khác ăn mày là bao nay về ở trong dinh của Tào Tháo, cuộc sống cải thiện, có nơi ăn trốn ở, có người hầu kẻ hạ chăm sóc chu đáo. Thiên tử còn cảm động hơn là khi cung cấp vật dụng hàng ngày cho ngài, Tào Tháo dùng phương thức hoàn lại của công, còn dâng một bản sớ dâng tạp vật. Tào Tháo nói, những thứ này đều là tiên đế ban cho ông cha thần. Đó là ân sủng của tiên đế, ông cha thần thờ cúng trong nhà, chưa bao giờ dám dùng. Hiện giờ hoàng thượng sinh hoạt thường ngày bất tiện, thần lại không có mảy may công lao, đâu dám giữ lại. Theo lý nên trả về. Chiêu này rất cao tay. Chúng ta biết rằng, giúp một người, quan trọng nhất là đừng để người đó cảm thấy đã chịu bố thí, nợ ơn huệ, càng không thể cứ luôn nhắc chuyện, người ta được mình giúp đỡ. Đương nhiên, bề tôi tặng đồ cho Hoàng thượng xưa nay gọi là hiếu kính. Nhưng trong thời kỳ đặc biệt này thì hiếu kính và bố thí chẳng khác nhau là mấy. Lúc này bề tôi nói một tiếng hiếu kính đã là nể mặt lắm rồi. Vậy mà Tào Tháo lại nói là hoàn lại. Hoàn lại và hiếu kính là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Nếu nói hiếu kính thì hoàng thượng vẫn là người nợ ân huệ, còn nói hoàn lại thì đồ đó vốn là của hoàng thượng, Tào Tháo chẳng có chút ân huệ nào. Hoàng đế nhận mà không chút hổ thẹn, còn Tào Tháo thì làm việc phải làm. Như vậy là đã làm ơn trọn vẹn, làm ơn mà như không phải. Tào Tháo quả thật rất cao tay. Sự tinh tế này của Tào Tháo khiến hoàng đế cảm động, cũng khiến ngài cho rằng Tào Tháo là đại trung thần. Ngoài cảm động, hoàng đế còn cảm thấy vui mừng vì mình đã có một bầy tôi trung thần như vậy, thậm chí còn vui mừng vì ông trời đã ban cho nhà Hán một vị cứu tinh. Hoàng đế sẽ không còn phải phiêu bạt, nhà Hán sẽ có cơ hội phục hưng. Thế là, thiên tử ban chiếu, bổ nhiệm Tào Tháo làm đại tướng quân, phong Vũ Bình Hầu, đây là chức vụ có quyền lực cao nhất trong vương triều nhà Hán, cao hơn cả Tam Công. Bây giờ, Tào Tháo đã hoàn thành kế hoạch phò thiên tử, ông ta có được tước vị cao nhất dưới một người trên muôn người, nhưng ông ta đã có thể lệnh chư hầu rồi chăng? Không thể. Lúc này, Viên Thiệu không nghe lời ông ta. Sau khi làm đại tướng quân, để vỗ yên Viên Thiệu, Tào Tháo lấy danh nghĩa của thiên tử để bổ nhiệm Viên Thiệu làm thái úy, phong Nghiệp Hầu. Viên Thiệu nổi giận từ chối không nhận, vì thái úy tuy là trưởng quan quân sự cao nhất cả nước, một trong Tam Công, song địa vị lại dưới đại tướng quân. Viên Thiệu nói, Tào Tháo lẽ ra đã chết mấy lần từ lâu rồi, lần nào cũng ta cứu hắn, bây giờ lại nhảy lên đầu ta mà tè, cái thá gì vậy? Chẳng lẽ hắn còn muốn giữ thiên tử để ra lệnh cho ta sao? Viên Thiệu xuất thân cao quý, song kỳ thực lòng dạ hẹp hòi. Đây là nguyên nhân để sau này ông ta thua trong trận đối đầu với Tào Tháo. Tào Tháo ngược lại rộng lượng, biết không thể trở mặt ngay với Viên Thiệu vào lúc này, bèn dâng biểu lên thiên tử xin từ chức đại tướng quân, và tiến cử chức này cho Viên Thiệu. Bấy giờ, Viên Thiệu cho rằng đã có thể diện và lợi ích mới không làm ầm ĩ nữa. Thật ra, Viên Thiệu không ở trong triều, hiệu lệnh ông ta cũng không ra khỏi phạm vi địa hạt của mình, làm đại tướng quân hay thái úy chẳng có gì khác nhau. Huống chi, chức vị này do Tào Tháo nhường cho cũng chẳng có thể diện gì, chỉ khiến người đời sau chê cười thôi. Tào Tháo biết chắc cũng có ngày mình và Viên Thiệu công khai trở mặt. Nhưng hiện tại, thế lực Tào Tháo không thể so được với Viên Thiệu, cho dù có nắm hoàng đế trong tay, có quyền đại tướng quân thì thiên hạ này cũng chưa thể do mình sai khiến được. Viên Thiệu không phục ông ta, Lữ Bố, Viên Thuật cũng không nghe, chưa kể Lưu Biểu, Tôn Sách ở phía nam xa tận chân trời. Cờ hiệu hoàng đế không thể thay thế sự phê phán bằng vũ khí, vẫn phải dựa vào nắm đấm để giành lấy thiên hạ. Do vậy, Tào Tháo sau khi đón thiên tử về Hứa Xương vẫn chưa thể gọi là giữ thiên tử để lệnh chư hầu được. Lúc này chiến lược của Tào Tháo mới chỉ thực hiện được một phần. Đó là phò thiên tử lệnh kẻ không thuần phục. Hai cách nói này hoàn toàn khác nhau. Lệnh kẻ không thuần phục là muốn địa phương phục tùng trung ương, lệnh chư hầu là muốn người khác phục tùng mình. Do đó phò thiên tử lệnh kẻ không thuần phục là cương lĩnh chính trị, mục đích là thực hiện thống nhất quốc gia. Giữ thiên tử để lệnh chư hầu là sách lược chính trị, mục đích là thực hiện dã tâm cá nhân. Muốn biết Tào Tháo chuyển từ phò thiên tử lệnh kẻ không thuần phục sang giữ thiên tử để lệnh chư hầu, kính mời quý vị đón xem các phần tiếp theo của Bình Tam Quốc. Xin cảm ơn quý thính giả.